Hello, lại làm Cao đây. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL Hoàng Mai trong một clip review nhanh về cái sản phẩm cập bến, đó là QSC 4.0 và công suất sản sinh 1000W ở 8 ohm và 1500W ở 4 ohm. Dòng này thì chúng ta thường hay so sánh với dòng 2004 hoặc 3006. Nhưng cái giá thành thì hết sức hợp lý cho tất cả các bác có thể sử dụng được. Trên dưới 20 triệu thì chúng ta đã sử dụng 1000W ở 8 ohm. Đó là những cái gì mà QSC đến từ nước Mỹ, giá thành hợp lý. Và nếu như bác nào không thích độ ồn của crowd, ví dụ như con 2004 thì trên 500W không thể so được với em nó. Như cái giá thành crowd 5004 thì lại ngang ngửa với QSC 4.0 này. Cho nên nếu chúng ta so sánh để chúng ta chơi thì những cục công suất hiện nay chúng ta toàn là xài loa lớn. Cho nên là 1000W này thì chúng ta đánh những cặp 715 hoặc 712, cũng như công suất đưa ra với cái giá thành cực kỳ hấp dẫn và vừa vặn để cho tất cả các bác chơi. Và nhất là em nó được sản xuất tại USA, bao giờ các bác cũng rất mê và tình trạng mới vẫn còn leng keng. Các bác hãy nhìn độ bóng của sản phẩm và linh kiện của sản phẩm vẫn còn sáng choang. Nếu như bác nào quan tâm cái này thì các bác có thể liên hệ cả em Cao để có giá tốt nhất cho anh em. Trên dưới 20 triệu chúng ta sở hữu 1000W ở 8 ohm QSC và êm ru. Chúng ta không thích tiếng ồn của crowd thì chúng ta sẽ sử dụng con này, tiếng cực hay luôn. Em Cao khẳng định với tất cả bác rằng nếu như chúng ta chơi tầm 2004 thì không bao giờ có cửa để so với những em này. Ok chưa ạ? Còn cái chất âm thì em cũng khẳng định với các bác rằng các bác cứ thần tượng quá thôi. Chứ còn thật sự ra thì những cái dòng này nó cũng là đến từ nước Mỹ và rất nhiều các bác thích cái tiếng êm và tiếng tinh sạch. Khi chúng ta nghe những cái dòng này chúng ta sẽ cảm nhận được. Đây là dòng hàng bãi về thì các bác hãy nhìn linh kiện và tất cả các thứ em HK vẫn sâu hàng cho tất cả các bác xem. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Và không giới thiệu dài dòng, không nhiều, cho đủ để các bác cảm nhận được những cái gì em Cao bán hàng. Ok chưa ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đừng quên tặng cho em Cao xin một like.